tiếp theo hành trình thì chúng ta sẽ đi tiếp tục trên đường Trần Đình Xu, là đường Phát Diệm năm xưa. Thì bây giờ chúng ta vô nhà thờ nha. Mình vô nhà thờ Cầu Kho. Cuối đường này thì chúng ta sẽ ra bến bến Trương Dương. Bữa nay chủ nhật chắc bà con mình đi lễ đông lắm. Hôm nay lễ lá gì vậy? Chị chiên bánh giò cháo quẩy. Chị bán cô bắt mà. Để nó đi chút nữa lấy gì được. Bán con ly nước mía bự như vậy. Gì? Thì lễ đó không biết. Thôi lễ bữa nay. Mỗi người sẽ có cái lá. À, nói theo đạo đâu biết. Nếu đó nha, anh đi vô cái hẻm bên kia. Nếu rộng ở đây nha. Cảnh bà con mình đi lễ này. Hả? Anh cuối hẻm này nhà thờ nè. Gỡ khẩu trang ra đi. Chúng ta sẽ đi vô nhà thờ để gặp chú Minh. Chú Minh hay anh Minh. Rồi mình sẽ quay lại sau nha. Hôm bữa thì mình có vô đây tìm một lần rồi. Nhưng mà không phải. Bây giờ chúng ta đi lại. Đây, cái nhà xanh xanh. Cái nhà xanh xanh là phía trước. Mình gửi lời hỏi thăm của chị Xuân xong rồi mình sẽ cúp máy nha. Hôm bữa chúng ta quẹo vô đây nè. Nhưng mà thật ra thì không phải. Đây thì cô chú anh chị chia sẻ là cái nhà mẫu giáo. Nhưng bây giờ để bỏ trống luôn à. Nhà này thì nhà tôn. Nhà tôn, vách tôn, mái tôn luôn. Ở cuối cuối nhà thờ. Chị cho hỏi phải nhà anh Minh. Minh là chú hay anh đây không biết chưa ạ? Ở đây hai Minh lận. Ở nhà này hai Minh, hai người tên Minh. Không, ở đây có Minh đằng kia. À bên đây chú Minh thì bữa lộn rồi. Bữa giờ đó lộn chú Minh đó. Chú Minh này là có cái cô Xuân, chị Xuân á. Chị Xuân ở bên. Dạ, gửi lời hỏi thăm đến anh chị. Chị là chị Minh hả? Chị là vợ. Dạ. Ba đó. Anh Minh đi lễ hả? Anh Minh anh đi làm. Làm làm gì hết chị? Nay chưa có nghỉ. À, mai mới về. À muốn gặp cũng khó hả? À, anh có cái Facebook hay gì không? Có xài cái Facebook. À ở đây họ xin số điện thoại hả? Để lấy số điện thoại đi. Ôi trời, có cái dốc luôn á, trời dữ vậy. Ý.
quay lại quay lại. Nhà này buổi trưa là chắc là rất là nóng. Bên cái bên cũng có căn nhỏ nhỏ 31x18 bit, gặp anh Minh nhưng mà anh Minh đi làm chưa có về. Thường làm bảo vệ thì làm phải theo ca, có thể ca 12 tiếng nên nếu mà tối nay làm thì sáng mai mới về, hoặc là ca 24 tiếng luôn. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi về. Bên này là lễ lá. Thôi lấy gì như thường, có mấy người ngồi xếp xếp nhưng mà nay không thấy. Không khí bà con đi lễ nè, nơi trang nghiêm thì mình không tiện nói lớn. Chúng ta ở đây đứng nha. Trong đám đông có vài người nói qua đi chiêu nói với Đức Giêsu, thành lời cung đề mời đi trước. Người đó, tôi mở phần cái bông, họ mà làm thịt thì gọi đá để leo họ. Đó là lời Chúa. Đồng lấy cây thánh giá không? Ở trên đó là gì đồng? Thôi. Đi qua đây thử coi. Thôi, cầm sao được. Đã cho tôi nói năng như một người buôn đề, để tôi chúng ta nhớ lại không khí ngày đi lễ ngày xưa.
cầu kho. Tôi đã không che mặt khi bảy mắng những tiếng nhỏ. Có những bước đà chúa thẳng phụ trợ tôi. Vì thế, tôi đã không hổ thẹn. Vì thế, tôi đưa mặt ra như sáng. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đó là lời Chúa. Rồi ta xuống thôi, do là nó cuồn sọt rồi nên không tiện để đi, đi sâu hơn. Tại chỗ tôn nghiêm mà. Đâu rồi Đồng? Trời. Rồi mình về được chưa? Về được chưa? Vuốt tóc lại kìa. Có mấy cộng. Ủa chứ đâu? Đây. Hả? À, chị bán bánh giò cho quẩy này ở Cô Bắc này. Chị bán bánh giò này, giò cháu quẩy nè. Giò cháu quẩy này ở Cô Bắc, chị qua đây bán buổi chiều. Đối diện nhà thờ. Anh đứng đây đợi nha. Rồi em tạm dừng cái video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo nha.